Thì em được 24 ngày, thì em vào thăm chồng cũ thì dành cho cô 11 ngày. Wow. Rồi em thì ở với em họ, em thì thuê luôn cả phòng bên cạnh. Thế luôn vào đây luôn phòng bên cạnh. Đúng rồi. Đi lên các cái bậc thang thì cũng để anh cầm tay anh dắt cho. Hết bậc thang thì cũng vẫn dắt vậy. Thì em đưa vợ em ra ngoài bến xe, tâm trạng lúc đấy thì em rất là buồn mà lưu luyến lắm. Nhớ nên tự nhiên em chảy nước mắt là tự nhiên bật khóc. Em mới lấy điện thoại ra em gọi điện làm người yêu anh nhé. Em đồng ý thôi, có nghĩa luôn. Vậy là yêu rồi. Vậy là tương tư thôi. Vậy là anh từ đâu chợt đến. Năm tháng em một mình là vật lộn với em bé, vừa dạy online vừa trông bé. Và bé lúc đó mới bắt đầu tập bò thôi. Em sợ nhất là cái đoạn mà mở mic ra dạy với học sinh. Em bé khóc đôi khi ở bên dưới gọi mình ra test hay gọi mình ra kiểm tra gì đấy. À nhưng mà em xin gửi lời chào tới anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân cùng toàn thể các đồng chí trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Cao Vũ Ninh, em là chiến sĩ viên của đại đội công binh 14 thuộc lữ đoàn tăng thiết giáp 22 quân đoàn 4. Em năm nay 31 tuổi và quê em ở Quảng Bình. Em xin chào anh Quốc Thuận, chị Thanh Vân. Em tên là Nguyễn Thị Thắm, công việc hiện tại của em là giáo viên và em công tác tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em năm nay 30 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk nhưng mà quê gốc của em cũng ở Quảng Bình ạ. Cơ duyên các bạn gặp nhau là chắc là từ thời là các bạn là còn nhỏ, cùng sớm hoặc là cùng quê với nhau. Hồi cấp 3 thì em học ở Quảng Bình. Anh cũng học ở Quảng Bình, anh học trên em một khóa. Thì hồi đấy thì thường thường là bí thư ở trong lớp là hay đi chấm sao đỏ. Ngày nào cũng đi chấm sao đỏ lớp anh thì anh có ấn tượng. Còn em ấn tượng với anh là cái thời học sinh lúc đấy rất là ngại ngùng mà kiểu mà thấy con trai với con gái mà hay đi với nhau á là một cái điều gì đó rất là lạ. Một lần em đi học về thì vô tình gặp anh dắt xe cho cô bạn gái. Thế là em ấn tượng với anh từ đó nhưng mà không nói chuyện đâu. Và có một cái duyên nữa là sau này thì chúng em cùng học chung một trường đại học Sư phạm Huế. Em biết anh là bởi vì anh cũng hay đi tập thể dục thể thao nhưng mà cũng không dám bắt chuyện. Mãi cho tới sau này em vào Sài Gòn học thì một ngày đẹp trời là anh nhắn tin cho em. Không biết là anh đã kết bạn với em lúc nào, em không hay luôn. Và tự dưng anh nhắn tin bảo là dạo này em có khỏe không. Em cũng vào tra cá nhân em xem. Và bây giờ người quê nhắn tin mình mà mình không trả lời thì người ta bảo là kêu. Không trả lời thì người ta bảo là kêu mất lịch sự. Thế là em cứ trả lời vậy thôi. Bẵng đi một thời gian thì cũng nói chuyện bình thường. Bởi vì hồi đấy là anh đi học quân đội bên ngoài Hà Nội rồi. Chúng em cũng có nói chuyện với nhau nhưng mà ở mức độ là bạn bè bình thường chứ không hề có cái dự định gì. Bởi vì em bây giờ làm Sài Gòn cho tới Tết về 2018 tự dưng anh lại gọi Messenger cho em. Lần đầu tiên chúng em nói chuyện với nhau mà hơn 30 phút mà em không biết là nói chuyện gì. Và từ đó là chúng em giữ liên lạc. Em đã để ý cô này từ cái thời học cấp 3 rồi. Hồi đấy thì em học lớp 11 và em thì hiện tại học lớp 10. Thế thì trước thì thường thường cô nào mà hay học giỏi là thích thì cô hay chấm sao đỏ chấm liên quan đến lớp á thì cũng có quý có mết nhưng mà cũng ngại ngùng ít khi nói chuyện lắm. Vậy là em đã thích từ hồi cấp 3. Và đến năm 2017 á thì em mới liên lạc lại. Nhưng mà tại sao tự nhiên thôi thúc như nào mà lại liên lạc lại bạn ấy? Không biết tự nhiên suy nghĩ tới rồi liên lạc. Nhưng mà anh không hiểu tại sao em lại có nick Facebook của cô bạn này. Có bạn chung kiểu là bạn chung đúng rồi, bạn chung có bạn chung là... có bạn chung á. Khi gặp lại cô này thì ấn tượng ở cô gái này nó như thế nào? Khi em học ở ngoài Hà Nội á thì có một dịp gọi là em vào thăm lại trường cũ, trường đại học cũ á. Vợ em thì ra thăm em họ cũng học ở ngoài đấy. Tình cờ sắp xếp. À sắp xếp. Chọn lý do ấy thì nó cũng là chính đáng. Rồi. Còn lý do kia chỉ là phụ thôi. Cũng là lần đầu tiên để gặp nhau bởi vì từ cái hồi cấp 3 đến giờ thì năm 2017 thì nó quên mất mặt rồi. Thành ra là gặp nhau để xem là gặp lần đầu tiên này em cảm thấy run lắm, cũng lo lắm. Nhưng lúc đấy thì nói thật là em chắc cũng xác định là lý trí tìm phương và con tim bình hướng rồi. Nhưng mà gặp lại cô gái 19 đôi mươi này, em thấy cô này với cô bé học sinh trước đây thì nó như thế nào? Ngày xưa thì gọi là đẹp thật kiểu chân chất, sau này dần dần biết cách là mình đẹp hơn, chín chắn hơn. Rồi hai đứa có đi chơi riêng với nhau trong suốt cái khoảng thời gian đi Huế à? Khoảng thời gian đi Huế thì lúc đấy thì em được nghỉ hè 24 ngày. Em vào thăm chồng cũ thì dành cho cô 11 ngày. Wow. Rồi em thì ở với em họ, em thì thuê luôn cả phòng bên cạnh. Thuê luôn phòng bên luôn phòng bên cạnh. Đúng rồi. Đưa cô đi ăn này, đi uống cà phê này, đi biển ở Thuận An. Có cần bơi với em đâu mà. Khoảng thời gian đi chơi thì em trong suy nghĩ của mình á có thật sự là cảm mến cái người đàn ông này chưa? Khi mà nói chuyện là cảm thấy anh rất là chân tình rồi, rất là chất phát ấy, thật thà. Thế trong 11 ngày đấy là bắt đầu có cảm tình rồi. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Em có cảm nhận là khi mà họ nhắc lại cái giai đoạn đó họ vẫn còn e thẹn và vẫn nhiều còn cái gì trong 11 ngày như vậy đó, có nắm tay không hoặc là giả bộ giả vờ hôn nhẹ cái có không? Có không? Đó mình nói có. À, tranh thủ lắm. Lúc đấy thì mượn chiếc xe của em họ chở đi Huyền Không Thân Thượng, đi lên các cái bậc thang thì cũng để anh cầm tay anh dắt cho. Hết bậc thang thì cũng vẫn dắt vậy. Cảm giác khi mà nắm tay được nàng ấy thì chị run tính toán để mà cầm được tay á rất là run. Sau khi cầm được rồi á thì thầm nghĩ trong lòng này đấy.
Trời ơi. Còn em thì sao? Khi mà được anh ấy nắm cái tay thì... Bởi vì con gái điệu đà mà, đi bước cao thì cũng đưa tay rồi anh cũng cầm thôi. Nhưng mà cầm thì không dám kiểu ngửa tay ra để anh cầm đâu. Kiểu này này, thì đó. Cầm ở đây, đúng rồi, cầm đây. Cầm ở đây, đúng rồi. Dần dần rồi anh cũng kiểu này, xong cũng cầm lòng tay rồi cũng cầm sao đâu. Lúc lên bậc thang là thế này. Lại cầm. Kéo lên, rồi sau lên là phải xoay tay lại rồi thế này luôn. Đây là bí quyết nắm tay bạn gái đó. Để không bị từ chối. Bao lâu thì mới chính thức coi như là tỏ tình? Đúng ngày 11 luôn. Em thì về quê buổi chiều, còn vợ em thì vào lại Sài Gòn. Thì em đưa vợ em ra ngoài bến xe. Tâm trạng lúc đấy thì em rất là buồn, lưu luyến lắm, nhớ. Nên tự nhiên em chảy nước mắt là tự nhiên bật khóc. Em mới lấy điện thoại ra em gọi điện làm người yêu anh nhé. Em đồng ý, có nghĩa luôn. Vậy là yêu rồi, vậy là tương tư thôi, vậy là anh từ đâu chợt đến làm yêu anh nhỉ. Cái lúc mà bước lên xe em có quyến luyến và em có chờ đợi câu nói của Ninh hay không? Không biết là cái cuộc gặp gỡ này có phải là cuộc gặp gỡ đầu tiên và cũng là cuộc gặp gỡ cuối cùng hay không? Bởi vì em thì làm trong Sài Gòn, còn anh thì học ở Hà Nội và thường thường bộ đội sẽ đi theo cái sự phân công tác, không thể là đi theo ý của mình được. Cho nên em rất là buồn, rất là nặng lòng, mong muốn là anh nói một cái câu gì đấy với mình. Thế rồi sau đấy yêu xa thế nào? Em vào Sài Gòn làm thì quãng thời gian đó là chủ yếu là yêu xa. Anh đang học cho nên là không được sử dụng điện thoại thường xuyên, chỉ có cuối tuần mới có thể là trò chuyện thôi. Cho nên suốt cái quãng thời gian trong tuần là em chỉ mong chờ cái ngày cuối tuần để có thể được nói chuyện với anh thôi. Cho nên là lúc mà yêu nhau á cũng cố gắng là dành hết cái chân tình của mình thôi. Cái sự chờ đợi không có chắc chắn nhưng mà vẫn không có dám tay. Cái điều gì mà em tin rằng là tình yêu này nó sẽ đi đến một cái kết quả tốt đẹp? Bởi vì là trong cái khoảng thời gian mà anh học á, anh cũng luôn nói với em là anh sẽ cố gắng ra trường làm sao để được loại giỏi. Khi mà ra trường được loại giỏi thì mới có thể được theo cái nguyện vọng một của mình. Và cho tới cái giây phút mà anh ghi cái nguyện vọng á, thì em rất là vui, đó là nguyện vọng một của anh là vào đây. Bạn gái em chỉ mong chờ đến ngày cuối tuần để được nghe giọng em. Em thì sao? Nói là cuối tuần 2 ngày, chỉ được đăng ký 2 lần thứ bảy và chủ nhật, ra mỗi lần được 2 tiếng. Cái chỗ gần hầu như là rất là chật rồi. Mà đi xa đó thì lại mất thời gian. Trường rất là rộng, đi bộ ra cho tới cái chỗ quán net á cũng mất tầm khoảng hơn 30 phút rồi. Là còn có 90 phút à? Không. Đi về nữa. Đi về 30 nữa. 30 nữa. Còn 1 tiếng. Mình đăng ký xong được ra khỏi cổng là chạy. Để tiết kiệm thời gian. Còn ra đâu phải. Cũng phải là căm sát sát sát. Ra còn đứng thở nữa. Mà chưa kể là nhiều khi bị mất mạng nữa. Internet bị chập chờn nữa. Có nhiều lắm. Có lần nào nói chuyện với bạn gái mà khóc không? Em nhớ là có một lần, lúc đấy thì em gặp cô ở Huế. Xong em về, xong em vào lại. Vào là biết là bị giữ điện thoại rồi. Lúc đấy tranh thủ một tiếng đồng hồ để gọi điện cho cô. Gọi mà buồn lắm. Sau khi em hoàn thành tất cả mọi thứ, em được vào trong đây. Cái giây phút mà em gặp lại bạn này đó, nó như thế nào? Sau khi em đặt mình vòng vào đây thì em cũng nói với vợ á, anh thì không quen ở trong này. Anh vào trong này á thì có một mình thôi. Nếu mà anh vào trong này mà em mà bỏ anh đi á, anh ấy trở thành bơ vơ một mình á. Tội anh, vợ thì cũng nói là cũng khẳng định là sẽ chắc chắn là luôn yêu thương em và sẽ tiến tới hôn nhân. Khi mà em nghe lúc đó em mới xúc động không? Em rất là xúc động anh. Cái giây phút gặp nhau không khóc nhưng giây phút đó là khóc rơi nước mắt. Bởi vì thật sự là một người con trai mà nói như vậy với mình á, thật sự là chưa bao giờ em nghe cả. Cái khoảnh khắc mà khi gặp lại nhau nó như thế nào? Em thì chạy xe tới, còn anh thì đi bộ từ bên trong ra. Anh mặc cái bộ quân phục ra đón em. Cái hình ảnh giống y hệt như cái lúc đầu gặp nhau ở Huế vậy đó. Rất là hạnh phúc. Thế từ lúc ở Huế đến lúc này mới gặp lại á? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Gần 2 năm đó chị. Hai vợ chồng quá giỏi ấy. Vượt qua thử thách. Ở xa em không dám dặn. Bởi vì dặn là hay tác động tới tâm lý của anh. Anh hay sống hay ảnh hưởng tâm lý lắm. Cho nên yêu xa đôi khi em dặn nhưng mà em cố gắng kiềm chế bản thân. Bởi vì sợ ảnh hưởng tới cái việc học là không sẽ không được vào nguyện vọng mà. Cho nên em luôn kiềm chế lại. Thế nên cái cảm xúc của em như thế nào khi gặp lại cô bé? Bởi vì em là thực tiếp người là sống nội tâm. Em cứ gì cứ nó cảm xúc dâng trào là em chảy nước mắt. Sau đấy là bao lâu thì sẽ cưới nhau? Từ lúc gặp lại cho đến lúc cưới nhau? 2 tháng. 28 tháng 8 là em vào đây. Mùng 2 tháng 10 bọn em đã ký kết. Nhanh thế. Người ấy có lãng mạn không? Người ấy có cầu hôn không? Lãng mạn thì cũng có nhưng mà có cái gì đó nó cũng sai sai vẫn trước ở đây. Sai nào em? Cầu hôn thì không phải là cầu hôn tưng bừng rộn rã, không có hoa quả hay gì hết. Cái hôm đấy là em cũng đang giận anh mới gọi điện cho em bảo là tháng 10 này mình cưới nhau nha, tháng 10 này mình cưới nhau nha. Bảo, thôi đừng có đùa nữa, bảo là không, anh gọi điện về anh báo bố rồi, anh nói chuyện với bố mẹ đồng ý rồi. Đấy là cầu hôn hả? Đúng rồi, như vậy là báo chứ. Là không có nhẫn cỏ gì luôn hả? Trước khi đi đăng ký kết hôn thì anh có chở đi để mà mua nhẫn nhà nhà. Rồi. Là các em mới tới bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? 4 năm đó anh. 4 năm. À. Con là 2 tuổi rưỡi, đúng không? Vậy là 2021 anh sinh con. Dạ đúng rồi ạ. Thôi đúng giai đoạn dịch luôn. Trong giai đoạn cuối đúng chưa? Em có ở với ai nữa không? Em ở một mình. Bầu có một mình luôn. Dạ đúng rồi ạ. Đẻ có một mình luôn. Không đẻ thì em về ngoại đẻ. Anh cố gắng là khoảng 2 tuần anh về một lần. Cái lúc mà em mang bầu á, thường xuyên là chồng không có ở nhà.
Cái khó nhất của em đó là cái gì? Em mang bầu thì em rất là nghén. Đi khám cũng đi một mình, mà có khi là khám về tới nhà là nhảy vào bên trong là bắt đầu là nghén. Em có bị stress cái giai đoạn đó không? Dạ cũng có stress với anh, nhưng mà vẫn luôn luôn cố gắng làm sao để có thể vượt qua được. Anh ở xa nhưng anh vẫn luôn gọi điện hỏi thăm động viên để mà an ủi vợ. Em có biết cái hoàn cảnh của vợ mình khi mang bầu là mọi thứ là đều là một mình. Em có thoát vợ và em có sợ cái điều gì hay không? Vợ nghe rất là nhiều. Tuần nào em về thì em lo mọi thứ cho vợ, nhưng mà khi em trực rồi thì cũng rất là lo, bởi vì có nhiều trường hợp là vợ hay thai á, do tâm lý làm việc rồi stress nặng á. Vợ em có thời điểm stress mà chạy máu mũi, em cũng thường xuyên động viên vợ phải cố gắng. Ai là người đưa ra cái quyết định là về ngoài để sinh con? Hai vợ chồng cùng thống nhất là bên nội là rất là xa. Cái thứ hai là vợ em cũng hay khó tính á, sau khi sinh là rất khó tính. Vợ em thì thật sự là nếu mà làm dâu từ khi cưới thì làm cũng được 3 ngày. 3 ngày cưới thôi. Vì bên bố mẹ ngoài mà sinh á thì nó sẽ phù hợp hơn. Đúng rồi. Mẹ với bố thì sẽ hiểu và thông cảm hơn. Bố mẹ nội thì cũng chưa chắc đã hiểu được. Bầu bì rồi sinh con thì khó tính, khó nếp thì cũng nhiều cái. Sinh con thì là cái lúc đó là đang là trong dịch, có những cái khó khăn gì? Em cảm thấy rằng là cái giai đoạn đó là khủng khiếp đó với em. Cái giai đoạn mà em sinh xong em lên lại Sài Gòn để em đi làm là 6 tháng. Thì lúc đấy là có bà ngoại lên, hè thì bà ngoại về lại. Tới lúc bà về lại thì giãn cách đúng cái đoạn bùng dịch luôn. Thì bà ngoại không lên được nữa. Quãng thời gian đó là 5 tháng em một mình là vật lộn với em bé. Vừa dạy online, vừa trông bé, và bé lúc đó mới bắt đầu tập bò thôi. Em sợ nhất là cái đoạn mà mở mic ra dạy với học sinh, em bé khóc. Đôi khi ở bên dưới gọi mình ra test hay gọi mình ra kiểm tra gì đấy. À nhưng mà giai đoạn này chắc chắn là mình sẽ không thể nào quên được trong cuộc đời đâu. Nhưng mà tình hình chung như vậy cho nên là mình cũng cố gắng. Anh hiểu cái hoàn cảnh này và anh đồng cảm với em. Anh hiểu vì sao em xúc động. Cái giai đoạn đó không có ai bên cạnh cả. Nói chung là giai đoạn đó bố mẹ Hà Nội thì ở xa, cũng thường xuyên động viên quan tâm, còn bố mẹ ngoại thì ở gần thì thường xuyên là chu cấp lương thực lên á, cũng có bạn bè tới để mà hỗ trợ mình. Anh cũng muốn về với mẹ con nhưng mà bởi vì là không về được, cho nên bây giờ kể ra thì làm cho anh thêm lo lắng thêm. Anh lo. Dạ đúng rồi. Thấy vợ tâm lý không? Rất thương chồng nha. Lúc đây trong suy nghĩ luôn luôn nghĩ về hai mẹ con. Nhiều lúc vợ gọi anh ơi hết gạo rồi, biết làm sao bây giờ? Trời. Đi test covid mà test thì phải xuống dưới, và ôm con đi cũng không được, sợ bị nhiễm. Thành ra là cũng phải để con ở trên phòng một mình, xin test nhanh để chạy lên. Nhiều lúc bé cũng khóc một mình trong phòng, không lo thế, lắm, trời ơi, giống như ngồi trên đống lửa. Nào, cái đợt đó tụi em xa nhau bao lâu? Bé là gặp bố là sợ không dám lại luôn, bởi vì là lạ, suốt 5 tháng không gặp rồi là lạ, là chạy vào bên trong này nhưng mà vẫn đứng từ xa nhìn rất là muốn lại, nhưng mà kiểu là thời gian không tiếp xúc lâu rồi là con nít. Lúc đi là mấy tháng? Lúc đi là bé khoảng 6-7 tháng gì đấy, bé đang tập lửa rồi, lúc về bắt đầu tập đi. Phải tiếp xúc một thời gian dài thì bé mới làm quen, mới cho ôm cho bé. Tại vì bé cái là nó khóc đúng không? Lạ, bé là không dám cho bé. Khóc vậy chắc xót lòng lắm đúng không? Thì vẫn biết sao được, thì bố đây mà không có chịu, không cho bố bé. Giờ đến mà nó vui vui hơn đi anh, nãy giờ trần quá. Vui gì giờ? Thì bây giờ nói xấu nhau là vui liền. Một người đàn ông yêu vợ và nội tâm như này thì có thấy vợ có khuyết điểm gì không? Vợ em thì cũng có nhiều khuyết điểm. Khi yêu thì không nhận ra được, bởi vì yêu là yêu xa. Gặp nhau thì ít, đùng cách cưới luôn. Về sau một thời gian sau thì mới bộc lộ những khuyết điểm của vợ. Hay nói nhiều. Giáo viên mà. Đừng nói câu cái, vợ chồng là phải nói câu tranh luận. Đúng rồi, tranh luận. Đúng là người đàn ông thương vợ. Tranh luận thì nhiều khi có một cái vấn đề nó đơn giản thôi, như hai vợ chồng kiểu giống tranh luận, nhưng mà tranh luận là ai thua thì anh cũng biết rồi đấy. Ai thua thì anh cũng biết rồi đấy. Khôn ngoan là phải, ok chấp nhận thua đi. Còn một cái xấu là vợ em hay chỉ đường. Em cũng biết rồi đấy, cái đường đấy là nó là như thế, bởi vì hồi trước là em mới vào đây mà em chưa biết đường, vợ chỉ chắc là thấy quen rồi, ngồi sau chồng là cứ chỉ rẽ phải này, rẽ trái, như tới phòng tới nhà đây đấy. Là cuối cùng tới không? Vẫn chỉ. Nhưng mà nhiều lúc ở xa chỉ cứ chỉ vậy, nhưng mà nhiều khi cũng sai. Có ghen không? Vợ em ghen chứ. Nhiều lúc thì em hay nói chuyện cũng hay quá với người khác giới chẳng hạn. Thế thì ghen là đúng. Thấy, rồi hay quan tâm quá. Là, thôi em bớt lại. Tật xấu của em. Vợ em ghen. Ghen là đúng rồi. Kinh tế, chìa khóa ai giữ? Nóc nhà. Nóc nhà. Có phát lương không? Có xin đâu anh ơi. Có phát đâu. Mình chồng xin. Có xin đâu đúng không? Xin. Xin. Vợ ơi cho anh xin tiền thấy phát sát. Xin tiền đi cà phê. Đổ xăng đi chẳng hạn. Vô sản. Vô sản rồi. Nhưng mà mình sống vậy mình vui luôn em. Vâng. Không phải suy nghĩ. Người cầm tiền là người suy nghĩ rất nhiều. Không phải em. Đúng rồi. Đúng rồi. Đáng yêu đúng không? Sâu đáng yêu thôi. Thôi bây giờ hỏi cô vợ đi. Đúng rồi, đấy là tấm nào. Tật xấu của anh mà em không thích nhiều nhất đó là một tuần là buổi chiều thứ sáu là cái ngày mà anh về đấy. Anh kiểu là hay cả nể với bạn bè. Đôi khi bạn rủ nhậu là cứ hay ở lại. Em cứ hay mong chờ cái canh giờ anh về là khoảng 5-6 giờ anh tới, là có khi anh về tới 9-10 giờ anh mới về tới nhà. Vợ đã nói trên này rồi là
đôi khi phải sửa đổi nè. Đó, tiếp nè. Về nhà thì nói chung là cũng phụ giúp vợ, khi mà vợ bạn thì làm hết tất cả mọi việc nhà, tắm rửa cho con hết luôn, nhưng mà cái lúc mà rảnh á thì hay dùng điện thoại. Ít cười giao lưu với vợ à. Điện thoại có hay dùng điện thoại. Không được nha. Thêm cái tật nữa là anh khi mà làm việc á là anh không bao giờ để ý tới sức khỏe của mình, gầy gò như vậy đâu, nhưng mà cứ thích, ví dụ như là thích mì tôm là ăn mì tôm, hèn mì tôm đó, là một cái món khẩu vị của em. Rồi bây giờ em mong muốn chồng mình thay đổi gì? Em mong chồng là đôi khi anh cũng vô tư thì bớt vô tư lại, hạn chế dùng điện thoại khi về nhà, khi mà không liên quan tới công việc thì mình gác sang một bên. Đúng để rồi. Mình dành nhiều thời gian cho con, cho vợ. Và đó là điều mà anh với Vân cũng mong muốn, và các em phải tranh thủ cái thời gian. Ninh thì sao? Ninh mong muốn vợ em sao? Vợ em tuyệt vời, không cần phải. Trời ơi, thích quá. Câu nói vừa rồi của em đã là một câu nói rất là ngọt ngào rồi, nhưng mà chị muốn là hai vợ chồng sẽ dành một cái khoảnh khắc, bây giờ mời hai bạn đứng dậy, nắm tay nhau và hãy nhìn sâu vào mắt của nhau. Đúng và rồi. Nói cho nhau nghe đi. Vợ ạ, cảm ơn em vì đã dành tất cả những tình cảm cho anh, làm vì anh tất cả. Cảm ơn em đã lựa chọn anh và đi với anh trên những cái chặng đường còn lại của cuộc sống. Anh hứa sẽ luôn là một người chồng tốt, trụ cột cho hai mẹ con em. Anh yêu em. Anh yêu em. Vợ có muốn nói gì với chồng không? Cảm ơn anh rất là nhiều đã chấp nhận phóng xa gia đình, xa quê hương để vào với em, chọn em và cho em một gia đình nhỏ hạnh phúc. Mặc dù là bây giờ do tính chất công việc, vợ chồng mình không có nhiều thời gian để chăm sóc nhau, nhưng em hy vọng rằng sau này chúng ta sẽ cùng nhau già đi, mẹ con em sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho anh. Mẹ con em yêu và thương anh rất là nhiều. Hay quá. Rất là ý nghĩa. Anh thấy em đang rất là xúc động, đúng không Linh? Và anh chỉ cầu chúc là các em sẽ gần nhau được nhiều hơn nữa, cùng yêu thương, cùng chăm sóc các con của mình, và chúc cho công việc em ngày càng tốt hơn. Em cũng vậy, mọi thứ nó sẽ đều tốt lên. Chúc hai vợ chồng đạt được mọi ước mơ trong cuộc sống, và quan trọng nhất là lúc nào cũng yêu thương nhau. Rồi. Chào anh Thuận, chào chị Vân. Em tên là Nguyễn Quang Huy, nay em 35 tuổi, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Huy công tác ở đâu? Hiện nay em đang kinh doanh cái phụ liệu cho ngành giày dép. Dạ, em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em Thanh Hiền, 31 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm gì? Dạ, em là giáo viên cấp 2. Rồi, Huy và Tuyền là gặp Hiền. Gỡ và quen nhau khi nào? Cách đây cũng mấy năm rồi. Hai vợ chồng em thì có một người bạn chung, thì mới giới thiệu nói tao có cô bạn này là giáo viên, mày coi thử coi được không? Cái là cho em cái số điện thoại. À, em thì vì tán gái em nhanh lắm. Là em... Chứ cái vụ đó là được. Dạ, vụ đó em lẹ lắm. Khiếu đúng không? Dạ, có khiếu đúng em không? Có cái khiếu đó. Xong rồi em nhắn tin, tấn công dồn dập, xong rồi 2-3 bữa sau là em hẹn gặp. Ủa là lúc đó là chưa có gặp mặt nhau đúng không em? Dạ đúng rồi ạ. Rồi đến khi hai người gặp mặt nhau thì như thế nào? Cái bữa đầu tiên mà hẹn gặp đó là em bực mình lắm. Ủa sao vậy? Hẹn 6 giờ, chờ hoài không thấy đâu. Cái nửa tiếng sau em gọi, cứ chờ em chút, cứ chờ em chút tới 8:30 luôn. Rồi. Em định về xong em nói ra rồi, chuyến này mà gọi một lần nữa mà hẹn tới 9:30 cái tôi cho bà lên đường. Là em về luôn, quay về luôn. Nhưng mà lý do gì mà em trễ dữ vậy, em xài dây thun kinh hoàng vậy? Tại vì em nghĩ con gái mình phải có giá đó chị. Em nói nghe là Quy, em thấy vợ em có chảnh không? Dạ cái thời gian đầu là chảnh lắm, bực mình lắm. Nhưng mà mình đang tấn công mà, cho nên mình cũng phải nhún nhường. Còn em thì sao? Em cũng rất là khó tính, cũng có nhiều thầy cô giới thiệu, rồi bạn bè giới thiệu nữa. Và trong đầu em thì đặt ra một cái hình mẫu quen con trai thành phố, có một nghề nghiệp ổn định và hơn mình 4 tuổi trở lên thì mới chững chạc. Đó, thì lúc mà mọi người trong trường giới thiệu cho em thì em thấy người thì là giáo viên cấp 1 nè, rồi người thì làm về bên tin học. Đúng là được cái này thì thiếu cái dạ, kia. Đúng rồi đó. Đúng, không có nào mà chuẩn hết. Dạ. Thấy không? Rồi khi gặp Huy thì Huy có đạt chuẩn không? So với cái gì mà em tưởng tượng nó khác hẳn luôn. Là không có đạt. Dạ. Nhưng mà tại vì anh này anh tấn công em dữ quá nên cuối cùng em bị cái giọng mật ngọt chết rồi và anh em siêu. Tại ông nó có khiếu mà, là đàn ông mà có khiếu mà tán gái là ông nào cái miệng cũng dễ sợ lắm. Cô này là khi mà mới quen là cô chảnh lắm. Tại em thì em ở Bình Dương, cô chê em dân tỉnh. Cho nên là em nói Bình Dương nhưng mà cũng không có xa đâu em. Mình cũng phải xuống nước, mình nói không có xa đâu. Từ nhà anh Bình Dương thì nó qua bên Gò Vấp thì nó cách nhau có 10 cây số thôi, anh đi 15 phút à. Nó gần xịt là Bình Dương nó kế sông Bé đó. Dạ. Rồi em ơi, nhưng mà tại sao em lại yêu Huy? Cái thứ nhất là mấy người trước mà quen em á thì em không có cho người nào biết nhà hết, em chỉ hẹn một địa điểm nào đó gần nhà em thôi. Còn cái anh này là không hiểu sao em rõ ràng hẹn địa điểm rồi mà anh đến nhà em lúc nào em không biết luôn. Cái là tò vô nhà xin phép ba mẹ em cho em đi chơi này kia, thì cái đó là lần đầu tiên luôn trong đời em là có người đàn ông vô nhà đó. Cái là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai nữa là anh cũng có cái thành ý là anh dẫn em về nhà anh ra mắt ba mẹ.
Nên em cảm được là đây là một người đàn ông mình rất là có thể tin tưởng được. Đến với mình một cách đàng hoàng. Dạ, nhưng mà tụi em quen nhau là mấy năm rồi? Tụi em quen nhau được tầm 8 tháng thì anh xin hỏi cưới em. Dạ. Chắc có lẽ là cái tuổi đó là nói chung là cũng chững chạc rồi. Dạ. Cho nên hai bạn cưới nhau như vậy chắc chắn là đã quá hiểu về nhau rồi đúng không? Không có đâu anh. Em về xíu mà hiểu gì không? Tao quen cả nhạc quá mà. Tao quen cả là bao nhiêu năm rồi tao chưa hiểu mà. Đúng không? Không, về nhà em vỡ mộng cái anh này nhiều lắm. Vậy hả? Bây giờ mà đi luôn cái vấn đề vỡ mộng đi. Cái thứ nhất á là lúc mà quen em á, anh rất là hiền. Rồi anh vui tính, em nói gì anh cũng chịu em hết à. Bây giờ quen em xong rồi về nhà là không còn lãng mạn. Rồi cọc cành với vợ cũng có. Rồi nói chung là tụi em sống chung với ba mẹ đó anh. Ba mẹ chồng. Dạ, ba mẹ chồng. Thì thời gian đầu tụi em sống ba mẹ chồng. Mà em thì ở nhà có ba mẹ cũng ít cho làm gì lắm. Đi học không à. Do đó là những cái việc nội trợ đảm đang là em không có làm được. Lại có con ngay nữa. Thì cái thời gian đầu là đúng là em bị chết. Cô này là cô cứ nói là mình là không có phụ à. Nhưng thực ra là cô bực mình là do cô không biết làm. Vậy thành ra không biết làm gì cho nên thành ra nó ức chế. Là bực. Bực mình đó chứ không phải là mình không phụ. Thực ra là cô này cô sanh con ra cái là từ tắm rửa thay đồ cái là một tay em không. Oh. Em kêu cổ làm mà cổ nhát tay cổ không dám làm à. Đó còn em thì em có cái khiếu được cái là từ nhỏ giờ cha mẹ em dạy mọi thứ mọi việc trong nhà từ nội trợ hay là từ việc của đàn ông thì em cũng biết làm hết. Hay quá. Cho nên vợ em sanh con ra cái là một tay em hết. Dạ dạ hai tay em anh. Hai tay dạ. Một tay sao không được đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà hai tay mà tới bây giờ là mấy đứa? Dạ, dạ em mới có một đứa. Dạ, dạ nay bước sang tuổi thứ năm mà chị. Sang gái vậy? Dạ, gái. Wow, tuyệt vời. Ừ. Rồi chị hỏi chút xíu. Em bị stress là vì em không biết bắt đầu từ đâu, em không biết làm gì. Cho nên là em bị stress đúng không? Dạ. Tại vì nó có nhiều loại stress lắm. Stress là vì làm quá nhiều rồi. Và nghĩa là làm quá giỏi cho nên một mình làm mình cũng stress. Mà giờ không biết làm gì. Cũng stress. Nhưng mà nếu vậy thì em có cái cảm giác là khi mẹ chồng nó nhìn mình á, sẽ có một cái suy nghĩ không có hay không? Thì em cũng có cảm giác chị, nhưng mà được cái là em làm hết sức cố gắng của mình. Từ 5 giờ sáng là em dậy, nếu mà được em chuẩn bị hết bữa cơm cho nhà chồng rồi. Bữa sáng này kia, nếu mà em không biết làm thì em nhờ chồng em làm. Nhưng mà như vậy có nghĩa là mẹ chồng rất là ưng ý. Thật sự em thì rất là thiếu sót nhiều. Nhưng mà bố mẹ cũng thương em như là con ruột á. Nên vì thế thời gian đầu thì em nghĩ chắc bố mẹ có thể không hài lòng, nhưng mà dần dần chấp nhận em và thương em. Bây giờ là hiểu, thấu hiểu thì đó. Dạ vâng ạ. Thì bây giờ nếu có chuyện hiểu lầm nhau thì là thời gian đầu thôi. Dạ vâng. Thế còn dạ. Bây giờ là đã là 5 năm rồi. Dạ. Thì cái thời gian đầu đó thường những cái mâu thuẫn nó xảy ra đúng là những khía cạnh nào? Dạ đúng một lần duy nhất á. Đợt đấy là con em nó khóc thì mình rất là mệt mỏi. Con em thì là một đứa là rất là khó. Đến 2 tuổi mới vẫn khóc đêm chị, khóc suốt. Chồng em thì lúc đó ngủ, em thì em ức chế chứ. Vì thế lúc đó em gọi ông dậy, ông cầu nhào này kia, ông tát con một cái. Em tức quá, em bảo con bé nó mới có 9 tháng mà tát nó vậy. Cái lúc đó em cố tình làm ầm lên cho bố mẹ thấy bằng cách là em đập cửa cái rầm cái thì bố mẹ nghe thấy. Thì lúc đó em có nói một câu mà bây giờ em vẫn hối hận là em bảo với mẹ em là lấy con của mẹ đó mẹ dạy lại ăn đi. Thì mẹ em khóc á. Ngày hôm sau thì ba mẹ chồng họp cả ba hai vợ chồng em lại và nói chuyện. Bây giờ thì cái chuyện đó là quá khứ rồi đúng không? Còn dạ, bây vâng. Giờ thì tình hình là đã bây giờ, vui vẻ bây rồi. Giờ thì ổn định luôn. Rồi tụi em thì tụi em ra riêng rồi chị. Tụi em mua nhà ở riêng. Chị muốn hỏi thêm một điều nữa, cái vấn đề cái lỡ lời của em á thì đến bây giờ em vẫn còn hối hận. Dạ vâng. Mà em có nghĩ là mẹ đã quên cái điều đó không? Tại vì hôm đó sau khi mà em lỡ lời nói ra thì sáng hôm sau ba mẹ có họp lại. Nói là từ trước giờ ba mẹ không bao giờ phải nghe những lời như vậy hết. Tại ba mẹ sống rất là đạo đức. Thì em cũng xin lỗi ba mẹ. Em bảo tại vì con bị ức chế bởi vì chồng con đôi lúc cứ hay nói con như thế đó. Anh nghĩ nói em đi. Nên có giải một cái lời đi. Với ba mẹ giải chồng đi. Em nha. Ngày hôm nay thì con cũng xin lỗi ba mẹ vì con đã lỡ lời nói những lời không hay. Nhưng mà thực sự là do là bản thân con cũng ức chế vì chồng con những lúc mà nóng tính và không kiềm chế được chồng con nói con như vậy. Thì nhân tiện chương trình này con xin lỗi ba mẹ. Và con cũng hứa là tụi con sẽ sống như thương nhau để cho ba mẹ vui lòng. Quý, nói gì vậy? Con cũng không biết nói gì hơn là vợ chồng con thì xin hứa với ba mẹ gia đình là sẽ vui vẻ đoàn kết, yêu thương nhau hơn nữa để cho gia đình hai bên được yên lòng. Nói giống như là hứa trong hội nghị ghê vậy đó à. Đoàn kết yêu thương xây dựng. Đoàn kết. Bây giờ còn căng thẳng nó tạm qua rồi nha. Dạ. Rồi dạ. Một thay đổi. Vợ nó bớt càm ràm một tí xíu. Dọn dẹp trong nhà cửa thì nó gọn gàng ngăn nắp một tí xíu. Chỉ mong vợ em như vậy thôi. Rồi tới cô giáo Hiền. Mong chồng em là bớt nhậu đi một tí. Và
lãng mạn lên một tí. Từ lúc mà lấy nhau đến giờ anh chưa tặng em được cành hoa, chưa hề nói lời yêu em một lần nào luôn. Dạ không có, em có một lần anh tặng hoa cho em. Cũng lần tặng hoa mà bắt em ngồi chờ 2 tiếng đồng hồ mới ra nhận hoa. Trời đó cơ. Nhưng mà lúc đó đang yêu nhau à? Dạ lúc đó đang yêu nhau chị. Thôi tặng hoa cho vợ đi. Dạ có thể là có một món quà gì đó cho vợ. Không. Bây giờ nếu mà mình không tặng hoa tươi thì mình tặng cái này bà còn khoái hơn nè, hoa tao. Dạ. Còn chị thấy những cái tật chút nhỏ nhỏ đó tụi em tự chỉnh đốn lại. Nhưng mà chị nghĩ chắc vợ em á, cô giáo á, rồi trường đã phải xa nói rồi. Ở nhà dưỡng sức đi, nói bớt lại. Vậy thôi. Rồi xin chúc hai vợ chồng luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc và nụ cười luôn nở trên môi như thế này. Dạ, xin cảm ơn chị. Hai anh em song sinh hay gì? giống này chị ha. Để hàm râu nữa là giống luôn rồi. Đây là một nhân vật mà chắc có lẽ là vừa bước ra là quý vị cũng đã nhận ra là ai rồi phải không nào? Một nhân vật rất quen thuộc và đặc biệt là rất là hot trong mùa dịch vừa qua. Đó. Tuy nhiên là đến với chương trình thì mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ. À khoan, mình nói lớn nè. Yeah. Kim Anh. Vẫn ấy vẫn bị nhỏ quá đó Kim Anh. Kim Anh với lại Minh á là xưng bằng anh chị đi cho dễ chia sẻ, rồi là còn chọc hai người này nữa. À. Chọc hai người này hai anh em đó. Rồi, lại nè. Ba. Dạ con chào em dạ. Chào chị Ba. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Con năm nay 36 tuổi. Con tên là Nguyễn Thị Kim Anh ở bên Hòa Đồng Nai. Em xin em mà xin con hoài. Chị mà xin con là sao? Lại cái nữa, lần thứ ba. Nhưng mà hơi xoay người là chút xíu. Xoay người qua xíu nào. Rồi. Rồi. Hai ba bắt đầu. Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Kim Anh, năm nay 36 tuổi. Ở bên Hòa Đồng Nai. Bên Hòa Đồng Nai. Công việc là đang bán rau ở nhà. À bán rau. Dạ. Rau đó chị. Rồi, nhưng mà ý là mình là kiểu như là rau là do mình nhà mình tự trồng hay là mình lấy dạ, rau? Dạ không, em đi lấy ở chợ đầu mối về. Đó, chị ơi. Giống như ở nhà ông chồng ông nói hết rồi sao? Ông hứa hết rồi sao? Thì đó. Bởi vậy nghe thùy mị nhẹ nhàng. Còn bên kia người ta lấy hết rồi sao? Thì đó, thì bây giờ chuyển qua ông chồng đi. Đó. Mời bạn mình. Đó, chào chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận. Em tên là Phạm Hồng Minh. Người ta hay gọi là Minh Râu, tại vì để râu bán râu. Em ở bên Hòa Đồng Nai, công việc của em là kinh doanh râu thì mười mấy năm nay rồi. Mình mới kinh doanh thêm mặt hàng nước giặt xả với lại một số mặt hàng tiêu dùng á. Lưới gì cơ? Nước giặt xả. Nước giặt xả. Dạ. Ủa cái nước giặt xả đó có liên quan gì tới Quyền Linh không? Dạ, giống vậy á. Có không? Dạ, đúng rồi. Có bán cái mặt hàng của Quyền Linh không? Cái Amity á? Dạ, có. Có luôn. Ủa, là em bán cái Amity á hả? Nước giặt xả với nước rửa chén, nước nấu sàn với một số mặt hàng đó là cái của ông luôn đó. Cái hiệu Amity hả? Dạ không, hiệu Minh Râu luôn. Người ta tự kinh doanh không có luôn. Em tặng cho chị ông Vân nữa thật là có người thùng về xài thử. Cảm ơn Minh Râu, bạn mình. Chị ơi, như vậy không phải là bán của mình mà đối thủ của mình đó. Đấy rồi, nước giặt tên là Minh Râu, nước giặt xả Minh Râu đó, rau Minh Râu đó. Chị ơi, bây giờ người ta chuyển hướng, người ta để cái phần rau đó cho vợ người ta kinh doanh, còn mình là kinh doanh sang mặt hàng khác. Chị thấy cái đầu ghê không? Nhìn cái đầu thôi là thấy ghê rồi đó. Đâu em vẫn bán rau bình thường nhưng mà ít bánh ít nạ thôi. Mới bán được có thời gian gọi như là bán trải nghiệm thu thập những cái khách hàng như thế nào, chất lượng nó có đạt, phản hồi khách hàng tốt thì mình phát triển thêm. Còn không tốt thì mình phải coi lại. Tôi nhớ là cái đợt dịch đó là Minh Râu có rất là nhiều những cái slogan. Nó mặc dù nó sai chính tả, mặc dù câu cú nó không có đúng gì cả nhưng mà nó lại để lại một cái ấn tượng là bởi vì nó rất thật. Nó rất chân thật, nó rất đời thường. Đó. Không, giống như là đâu nè, ai muốn mua thì mua, không lấy tiền. Vậy thì bây giờ mua thì mua, không lấy tiền, mua thì mua nha. Ai mua thì bán, ai xin thì bán, ai cho tiền thì ai xin thì cho. Vậy thì trong thời gian gần đây có cái câu nào mà nó ấn tượng mình đâu? Tự nhiên mà kêu em không, gần đây á, gần đây á mình có ra cái câu nào mà nó ấn tượng nữa không? Tự canh tự đến tiền. Cái tóc qua bên hôm nay hơi mệt mà mấy em mua nhanh gọn nhẹ rồi về chứ đừng có hỏi nhiều. Nhiều lúc mệt quá, dọn hàng mệt quá mấy em hỏi nhiều quá. Sẽ nhậu sẽ sai tí rượu. Nhưng mà cái rau của mình bán mà chạy nhất là cái loại rau gì? Dạ rau muống đột biến đấy chị Hồng Vân. Rau muống đột biến. Dạ. Tại sao vậy? Tại sao vì nó mềm, nó ngon cho giờ? Người ta mà đâm ra bán chạy mặt hàng nào mà tặng miễn phí là chạy nhất. Mặt hàng là bán ép. Không có lấy tiền. Dạ, ai cần đến lấy thì bán chạy lắm. Mình kéo cái quần xuống. Kéo cái này. Rồi. Ok, rồi. Bây giờ đến cái phần cơ duyên ha. Không biết rằng là hai bạn coi như là lần đầu tiên gặp nhau trong cái khoảnh khắc nào và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là do ông anh họ của anh, lúc đấy anh bị tai nạn giao thông ở trên bên Hòa xong rồi lâu về. Chưa? Lâu rồi, cách đây cũng mười mấy năm rồi. Xong rồi về quê để chữa, về quê để nghỉ ngơi á.
xong rồi ông anh họ xong rồi dẫn đi nhà chơi, bà biết con bé này lắm, con bé này thì tao mới vô mấy ngày à, cũng dễ thương, rồi dẫn mày xuống. Đúng dẫn đi tán gái đi, tán qua mùa mưa ấy anh, không đỡ buồn. Xong rồi dẫn xuống, lúc đấy là con chị ăn ở nhà, làm theo trong nhà, nó đâu biết đâu. À, rồi dẫn xuống quen, lần đầu tiên gặp ổng thì cũng thấy ổng không có đẹp trai như bây giờ đâu. Xấu lắm. Nhưng mà thì tóc, có tóc không? Có tóc có râu không? Có tí tóc. Râu thì cũng chưa có đâu, không thấy lúc đấy. Lúc đó có tóc không có râu. Mới có mình tóc thôi. Bây giờ có râu thì lại không có tóc. Mặt này sẹo nữa, mặt này sẹo nó tai nạn mà sẹo nó. Nhưng mà ấn tượng là ổng vô nhà ổng cười ấy. Ổng cười ấn tượng cái nụ cười của ổng ấy. Xong rồi là ông thật thà, thằng em đi đọc kênh về không mà có cái bánh ông cống đấy, ông xin luôn cho miếng ăn vậy, ngồi ăn từng bơ vậy luôn. Cái bánh gì? Bánh ông cống ấy, hồi ở dưới quê hay đọc kênh vậy đó, bánh ống á. Đúng rồi, bánh ống á. À cái bánh đó, vậy là cái bánh đó ai mà không xin. Chị thấy em cầm cái đó chị cũng xin nữa ha mình ha. Cái đó dễ mà, chị tưởng là cái bánh mà bánh cống mà để ăn bánh cuốn á. Bánh cống miền Tây á. Đó thì cái đó mới là gọi là thật nhất á, coi như là cái bánh đó xinh là ăn nó mắc mệt á. Rồi rồi. Ông ăn tự nhiên. Nhưng mà Minh ơi, cái lúc đó là lần đầu tiên Minh gặp cái cô bé này thì Minh có ấn tượng gì cổ không? Ngày đầu tiên thấy cổ thì có ấn tượng Minh là về cái nụ cười đó. Ngày đầu tiên thấy nó cười, nó nhe ra hai cái răng khẩn, nó cũng hay hay. Nghĩ mới đầu này đi tán gái đi chơi cho đỡ buồn mấy ngày nghỉ dưỡng bệnh mà sao thấy cái này cười thấy hay hay, thấy ấn tượng á. Quen. Rồi xin cái bánh nữa, đúng không? Xin bánh là xin bánh của anh em ruột rồi. Dạ. À. Nó ngồi nó nằm theo, nó cứ ngồi nó nhìn, nó cứ nhe răng, nó cười thôi chứ nó không. Nhớ bữa đó ông ăn mấy cái không? Thì có một miếng thôi, không dám xin nhiều em nó khóc. Tức là trong cái tâm trạng của em lúc đó là em chỉ nghĩ là thôi kệ tán gái cho qua mùa mưa thôi, đúng không? Ai về là cái nụ cười đó là hớp hồn em luôn. Có hớp hồn không? Giờ luôn. Có sao xuyến có hớp hồn không? Có, thấy bạn nhỏ này cười thấy hay hay. Và sau đó về nhà là quyết định coi như là tấn công cô gái này. Về là cứ ngay xuống hoài. Là có nghĩa là cô thiệt á, chứ không phải là cái kiểu đúng, mà tán cho qua mùa mưa nữa. Đúng. Mới đầu là mang tin chỉ đi mấy ông anh đi chơi cho vui qua mùa mưa thôi. Nhưng mà thấy nó gặp cái là thấy anh tiếc. Còn nghe là cái kiểu của ông á, cái kiểu của ông mà nó kiểu mà hơi bất cần á, ở kiểu hơi kiểu mà tỉnh vậy đó. Yeah. Vậy cái cách ông cô gái là sao? Còn nhớ không? Đã thấy quen được mấy ngày, 3-4 ngày ha. Đã thấy nó bật đèn xanh đó rồi mình thấy và chắc được. Ủa bật đèn xanh sao? Nghe thấy cái là lúc mà nói chuyện mình có cảm nhận được người ta cũng có ấn tượng với mình còn ban đầu thì đôi khi nó chỉ ngồi máy nó theo nó cười thôi chứ không nói. Mấy ngày sau ba bốn ngày sau thấy nó nói chuyện này kia thấy mình có cảm nhận được có gì đó đâu mình là chắc. Tức là 3-4 ngày sau em lại mò lên nhà của... Đâu, từ ngày nào cũng đen. Ngày nào cũng đen lên hết. Vậy đó hả? Dạ, đúng. Là bắt đầu 3-4 ngày sau mới cảm nhận là bật đèn xanh. Dạ. Đúng không? Tức là dạ. lúc mấy ngày sau thì em thấy thích anh này. Dạ, cũng ngày đầu tiên cũng đã thấy cá có cảm tình rồi. Thích rồi. Cái điều gì ở ảnh mà khiến em coi như là bật đèn xanh cho ảnh mà chỉ trong tích tắc có mấy ngày thôi? Thấy ông thật thà này, ông không có ra vẻ. Ông rất là thà, ông có sao, ông là ai vậy thôi, ông không có ra vẻ. Có vui tính không? Có cũng vui tính. Có hay chọc ghẹo em không? Chọc em cười hả? Vậy là đang theo cười hoài. Tại vì ông đã ấn tượng cái răng khẩn của em rồi. Cho nên chắc chắn một điều là ông rất muốn đến nhưng mà ông nhìn cặp răng khẩn đó. Đúng không? Gì đó bạn Minh bạn nói đó. Có nghĩa là nó ngồi theo, nó ngồi may gì nó cũng nghe răng lên nó cười. Thì bây giờ là chắc là nụ cười thường trực rồi. Nhưng mà sau đó bao lâu thì hai đứa chính thức quen nhau? Lâu không? Chắc tập 2-3 tuần, 2 tuần á, hơn 2 tuần. 2 tuần. 2 tuần là dính luôn. 2 tuần là quen nhau nhưng mà cứ đến nhà chơi thôi. Cứ đến nhà rồi con nhà em chơi thôi. Rồi thôi bây giờ cái chỗ đó qua đi. Bây giờ tới cái chỗ dính nè, hung nè, đó làm sao? Không nhưng mà ý là chị muốn hỏi là ví dụ như em quen bạn này thì gia đình bạn này có đồng ý để cho hai đứa quen không? Quen được 3 ngày á là gia đình nghe nói là hồi xưa có Minh đâu rồi, gọi là Minh Rít, em Quang Lùng mà thằng anh của em nó cũng thuộc dạng tiến tèo này nội á. Là bố mẹ vợ với lại mấy em vợ với mấy thằng ở xóm nghe danh vậy đâu nói là cấm đâu cho quen đâu. Cấm không cho quen, muốn là em đến chơi phát hỏi khi mang có nhà hay bác. Nó đang rửa chén sau ấy, mà giờ kêu nó đi chơi rồi. Em cứ tự nhiên tự diễn ngồi tự pha trà, tự ngồi uống chơi hồi nó nọc cọc nó lên. Vậy hả? Thì hồi đấy ba mẹ giờ cấm thì đương nhiên hồi biết là hồi trẻ gọi là xú nhi ấy mình cũng nghịch thích thể hiện. Dạ đúng kiểu vậy. Và nghe nói bảo thằng anh nó quậy, và là thằng em nó cũng quậy, đâu là không muốn con gái mình quen á. Đó là cấm đâu cho quen. Cũng đúng thôi, đúng dạ, không? Đúng rồi, đúng rồi. Ủa, nhưng mà sao mà vượt qua được những cái sự cấm cản đó để mà hai đứa coi như đến được với nhau? Thì đấy bố mẹ vợ với lại bà con bên vợ cấm dữ lắm. Rồi hôm đấy là xảy ra sự cố ngoài muốn xong rồi dẫn nó đi bụi đời. Dẫn nó bỏ đi cả tháng giờ, được tháng không ta? Không, được mấy tuần á? Mấy tuần đó đợi điện thoại về thì bố vợ kêu mày về đi tao gạn tao làm đám cưới cho. Nhưng mà sự cố ngoài muốn là cái gì? Giống như hôm đấy là đi lễ mà gặp anh này ngay chỗ đầu nhà thờ ấy, xong rồi lúc con xuống xe thì anh này tới nói chuyện và chị gái chạy vô cất xe. Xong rồi về xong rồi bảo cái tường là con đi chơi bỏ lễ không đi lễ đi chơi trốn đi chơi ông này về, xong rồi cáo ba má. Xong rồi ba má cũng bảo thôi để đấy tí nữa tao về tính tội, ba má cũng đi lễ. Ông bà sợ quá, phải sợ
bảo giờ chết rồi, bây giờ ông bà không tin nữa rồi, không tin là mình có đi lễ. Xong rồi bà bảo ông phải thôi, vậy nên anh chở đi, vậy là vô cuốn gói là đi luôn, trốn luôn. Lúc đấy không có suy nghĩ gì nhiều đâu, nghèo lên xe là đi với ông luôn. Bà gặp bà chị gái bà dằn cái xe lại chứ. Thôi mà chị sợ. Ôi là sự cố mà em muốn là cái đó là hả? Đó. Trời, tôi tưởng nó cái vụ kia. Rồi xong rồi. À, bố điện thoại cho mình luôn à? Hay là điện thoại cho Kim Anh? Đâu, điện thoại về, hồi đấy không có điện thoại như bây giờ đâu, chỉ có điện thoại bàn thôi. Điện thoại về hỏi thăm dò la tình hình ở nhà. Xong rồi bà, ba má cũng khuyên thôi đi về. Là em hả? Em điện về đúng không? Về xong rồi ba thôi về. Thì cái lúc mà đi trốn ấy, thì cái chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi đó. Đấy xong rồi bà thôi bây giờ ở dưới quê mà con gái mà đi theo trai như vậy thì mang tiếng. Đúng giờ rồi. Gọi về phải no cưới gấp. Thôi về cưới đi, giờ nó không, mình không chịu thì nó chịu rồi thì nó phải chấp nhận thôi. Gọi về cưới rồi. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha, cái điều gì mà khiến mà em quyết định là em bỏ em đi theo trai ở bạn này, trong khi bạn này quá lẫy lừng? Dạ lúc đấy là sợ ba má. Ba má con này cũng không phải là nghiêm khắc lắm đâu, mà lúc đấy thì tâm trạng mình sợ, có nghĩa là mình đi mà sao bảo mình không đi là sợ. Có nghĩa là bạn này á, thứ nhất là yêu quá trời yêu rồi, thứ hai là cái sự cố là hôm đó là theo lẽ phải đi nhà thờ, mà bên đạo á mà đã trốn đi nhà thờ á là một cái lỗi rất là lớn. Thành ra là hôm đó người ta có đi nhà thờ nhưng mà chị lại học lại bằng là nó không đi nhà thờ mà nó nói chuyện với mình kiểu vậy đó. Thế là đến tai bé thì sợ quá, bé bỏ đi luôn mà nhờ cái cú đó. Dạ. Chắc là Chúa phù hộ cho cưng đó, đúng không? Chắc là được Chúa chứng kiến rồi đó. Mà đi nghèo lên xe đi, ông nào cũng đâu có đồng bạc nhà trong người đâu. Ông dẫn vô trong cái ao cá nhà thằng bạn ở trong ao cá, ở trong bên ao cá. Vậy là chắc có cái chòi nhỏ nhỏ thôi đúng không? Ở chị An á, nhà bạn nè. Đúng rồi, ở trong đấy hai vợ chồng ở trong đấy là dẫn ao cá cho người ta luôn. Giữ ao cá luôn. Thì dẫn ao cá luôn. Trời ơi, rồi chắc là phải ngủ mùng chứ không thì mũi cắn chết. Có nhà đâu mà. Và cái đêm đầu tiên định mệnh chắc là ở bên ao cá luôn đúng không? Chúc mình đi sâu vô. Đêm đầu tiên chắc trước đó. Không. Là trong nhà xóm xích đó, còn trong ao cá lúc đấy là xong rồi. Xong rồi đúng không? Rồi bây giờ nè, trong túi không có tiền mà đã gì ông dẫn con gái người ta đi nữa. Dạ. Rồi bây giờ tiền bạc đâu mà tiêu xài? Rồi hẹn hò cà phê thì sao? Đó. Đi mượn á, đi mượn. Mượn bạn. Em học thời trung cấp ở trên Biên Hòa cũng từ năm 99 á. Thì hồi đấy cũng đi làm công ty cũng có bạn bè thì ghé mấy thằng mượn ít rồi xoay sở đến kiếm nước Nam. Lúc đó em làm cái gì? Lúc nào? Anh làm bảo trì trong nhà máy á, là khu công nghiệp Biên Hòa. Tức là chưa có là buôn rau chưa, luôn đúng chưa, không? Chưa, rồi. Chưa rồi sau rồi hai đứa đi về nè, đi về rồi là làm đám cưới luôn. Dạ, là mấy tháng mới làm đám cưới. Làm đám cưới. Rồi sau đó là bắt đầu mới mở kinh doanh hay sao? Lúc đó là chưa, chừng nào mới là thì sanh bé thứ hai. Bé thứ hai bắt đầu chuẩn bị mang bầu. Bán thịt heo trước, bán thịt heo bể nợ Bình Giang, Bình Dương xong rồi trốn về Biên Hòa. Bể nợ nữa hả? Ở bên năm 2008 gì luôn. Sau đời ông trung chuyên với ông Minh Râu. Mà sau cái lần đó cưới xong là có em bé liền vậy luôn hả cưng? Dạ. Có trước mấy tháng. Có trước mấy tháng. Rồi sanh xong. Trời ơi, mà vợ em xinh xắn vậy chắc có nhiều người mê lắm đúng không? Nhiều, đợt quen đó, ở xóm mấy xã bên đếm bảy đông lắm. Rồi em sao? Rồi sao? Thì gặp một số thằng quen thì kêu bạn nhỏ ta địa đó, tụi bay tốt nhất đi ăn thì tụi nó bật đèn xanh cho tao, tụi bay đừng có ghé. Nó không nghe anh lì lắm. Lúc đó là ông cũng đã có máu mặt rồi đúng không? Dạ không, không thì chỉ nói là đừng có ghé tụi bay, bà con nhỏ này nó bật đèn xanh rồi. Xong cái đầu mình không nghe rồi hẹn đợi cái ngày mà thường ở quê tối hay tụ tập thanh niên đỡ nhau á, đông đông 7-8 thằng có nó đấy mình ngồi gần cái đó mình thân mặt tí xíu rồi bên kia tự động ra. Có nghĩa là em dẹp lòng bằng cách đó. Đúng rồi. Dẹp lòng đây là nó bật đèn xanh với anh rồi. Chú đừng ghé. Đúng rồi. Nó theo nó tặng cho cái khăn là biết con nhỏ này nằm trong bàn tay mình rồi. Tức là vợ em là đã theo một cái khăn tay để tặng cho em đúng không? Nó thì đâu cứ cầm theo gì. Thì cái hồi như hôm nào mà đông nhất 7-8 người đông đông như là mấy thằng kia cũng quen á theo đuổi ra. Có nghĩa là ngồi chồng nó mình thân mật trước mặt bên đó hay từ đó tụi là đó. Đó. Chứ không phải gì hết. Nghĩa là chồng là được nhận quà của vợ. Vậy thì có bao giờ mà lúc đó là ông tặng bao nhiêu món quà cho em rồi? Ông này ông không có tiền đâu, ông quen con ơi, quen em không có tiền đâu. Nhưng mà ông không có cái gì tặng hết chứ không? Không có, em còn có được chiếc khăn tay. Không có tiền đâu, cái ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 á thì không mua lấy một cây bông tặng cho bạn gái luôn. Không rồi, luôn. Không tặng, không rồi. Hôm đấy thằng quên tên rồi. Thằng gì đó. Đó. Thằng người tặng nó mua cái bông hồng rồi tới tặng. Nó tặng xong nó về, lúc này ông đầu đọc chuẩn bị về rồi thằng kia nó tới. Nó tặng cái bông hồng ghét quá nhận luôn. Ông đang là bước lên xe đạp, ông đi xe đạp xuống mà. Đạp xe đạp xong rồi ông tức quá, ông gác cái chân trống là ông ở lại luôn. Ông thấy con nhận bông của thằng kia. Có giận mặt không? Có giận mặt không? Dạ. Có giận mặt em không? Tức thôi. Nhưng không làm được gì. Tết không làm được. Tại tại anh có quà đâu. Ngày hôm sau con để em để bình cái bông ở ngay chỗ cái bà nó tết. Bông này xấu quá quất đi đó. Vậy à. Rồi ông dẫn người ta đi ao cá rồi đi cà phê, bụi chuối này nọ đồ. Mà sau đó là cũng không có tặng quà luôn hả? Không.
nhưng mà không có, em không có đòi hỏi. Em không có đòi hỏi đó. Rồi có nghĩa là lấy nhau về nè, có con thì cái lúc đó là chưa chưa đứa nào có tiền hết, là nuôi con chắc khổ lắm hả? Khổ, nuôi con thì là tự mình nuôi hay là mình gửi ông bà nội ông bà ngoại? Thì lúc đấy mới cưới về thì bố đi làm xa, đi làm công trình xa. Đâu, lúc là... mới đầu sanh á là tự nuôi tại vì có thai trước, gia đình hai bên không biết. Xong rồi thì con bé nó bị vàng da á. Lúc đấy là không có tiền, bán bông tai cái bé xong rồi bán cái tiền cái bé đi hết vô. Đấy cả nhận cưới. Chưa, nhận cưới chưa. Xong rồi đi quá không còn tiền mới bắt đầu mới gọi bố mẹ. Sợ như quên mang tiếng cho bố mẹ là không giấu, lúc đẻ giấu không dám nói. Đến lúc mà con vô bệnh viện bây giờ không có tiền bán hết, bây giờ không đủ tiền nữa gọi cho bố mẹ. Xong bố mẹ lên xong rồi thôi là đi về. Bé con về nhà ngoại. Thế là lúc đó gửi bà ngoại. Con cũng ở nhà, mình cũng ở nhà chăm luôn, em cũng ở nhà chăm luôn. Trong khoảng thời gian đó là mình không có làm một cái gì hả? Hay sao? Đi làm, có đi làm. Đi làm công trình gì đó, cái công trình. Nhưng mà lúc đó thu nhập thấp lắm hả mình? Thấp. Cái này là một thời gian sau đợt bé như bị được vài tháng mình ăn bị người ta tai nạn chứ. Đúng rồi. Được khoảng mấy tháng á, bé đang ở trong 4 5 tháng á, xong rồi ông này bị dạng như là cũng ngoài ý muốn luôn, không được đề nữa, tông người ta, tai nạn giao thông nữa, lại bị tai nạn nữa, là mình bị tai nạn giao thông. Dạ. Ông mình người ta tông rồi em, người ta chết mất, người ta tông rồi mất. Sống thì mình phục phần lại cho người ta. Người ta nhà người ta cũng đàng hoàng, nó cũng không kiểu như là bác nọ bác kia, nhưng mà mình cũng phải phụ giúp cho gia đình người ta nữa. Mà em có bị gì không? Dạ không bị gì. Nhưng mà khoảng cái thời gian mà mới cưới đó, hai vợ chồng có cãi nhau không? Có những cái đụng chuyện rồi và thậm chí là ly thân đòi ly dị gì không? Lúc đầu là không. Nó như thế nào mình thường là cãi nhau về vấn đề gì? Hồi đấy em ăn chơi không à? Ăn chơi. Nhậu nhạt chơi bời tứ đồ chơi. Cho nên chính vì thế cũng đâu có tiền. Đúng rồi. Làm bao nhiêu là nữa? Bao nhiêu tiền là em đổi được? Là được 10 đồng đi ăn chơi hết à? Nhiều lúc anh vợ mà cần tiền mua sữa gì cho con, cái đầu là mượn bạn bè là bắt đầu làm trả sau. Trời. Hồi đấy, lúc đó thì em làm gì? Lúc đấy ôm con không chưa làm gì đâu thì nhờ ông thôi, nhờ ông này làm thôi rồi. Và bao nhiêu không có tiền là không có là mượn bà ngoại. Rồi cãi nhau, vợ chồng cãi nhau nhiều không? Cãi nhau nhiều, tại hồi đấy ông còn thanh niên mình trẻ mà ham chơi lắm Trường Vân. Nói hoài không nghe, đến lúc mà tức, nhiều lần tức lắm, muốn bế con về ngoại xong rồi thôi lại bế lên. Thế rồi sao, rồi có đứa thứ nhì thì sao? Có đứa nhì thì lúc đấy là bè lợ bên Bình Dương đấy, đi mua đi Bình Dương là bè thì lợ bên Bình Dương là bè buôn bán thịt heo đấy. Xong rồi về, đúng rồi, mới về bán rau là có đứa thứ hai đấy. Khoan, cái lúc mà chuyển qua bán thịt heo ở Bình Dương á, là lúc đó là ảnh đã thức tỉnh chưa? Ảnh đã bỏ cờ bạc chưa? Chưa. Vẫn còn. Cái vụ đó xong rồi thì mới thức tỉnh đúng không? Hay em sao? Mới thức tỉnh khoảng tầm mới đây thôi, gần 10 năm nay, 10 năm nay. Mà lý do gì mà em thức tỉnh? Một cái sự cố hay một cái lý do đúng gì rồi, mà? Trận thua bạc cuối cùng, trận thua bạc đậm nhất à. Bà trận đeo để đánh thua nhiều nhất. Chị hồi suy nghĩ lại, thua bao nhiêu? Mấy trăm. Thì lúc đó là mình có phải bán nhà, bán cửa hay mình phải làm cách nào để có tiền trả không? Là để đâu có nhà, cửa đâu bán. Thế rồi em làm sao để trả hết cái món nợ đó? Dài dài thôi. Thì là cái chủ nợ nó cũng gia hạn cho mình, nó chấp nhận. Thế là em thường gặp tiếp người uy tín, các bạn là đã bảo thôi bây giờ sự cố như vậy là thôi giờ cái chốt này không có tính tiền lời nữa. Để cái tiền đấy, mà tao làm ăn được phải trả, bây giờ đòi tao bỏ đi. Chứ không phải cách nào thì nó chấp nhận, thời gian sau em thay đổi em mới bảo là trước giờ thời sinh viên mình từng nghĩ mình làm này làm kia, bây giờ mình muốn bán rau rồi đấy, ngày mình kiếm được mấy triệu em nha, mà em toàn đánh bài chơi hết à, không có dành. Cái đầu bảo sao mình không làm cái điều mình suy nghĩ á, cái đầu đó thay đổi quyết định thay đổi bắt đầu cắm đầu vào làm, xong rồi tới lúc nổi tiếng luôn, mình nhìn lại nào thì mình thay đổi được 7-8 năm mà làm điều mình thích 7-8 năm rồi. Bây giờ là 10 phần, bây giờ bớt hẳn 9 phần luôn, còn có 1 phần thôi. Nhưng mà chị muốn hỏi mình á, là cái thời điểm mà lúc mà mình bán rau xong rồi đến cái thời dịch đó nhớ không? Dạ. Thời dịch đó thì cái lý do gì mà mình lại quyết định là kiểu mà giống như tặng rau cho những đó, người mà... Chứ chẳng phải chị ông Vân, em tặng rau là cách đây phải 10 năm rồi. Từ cái hôm trận thu bạc em thay đổi á. Phải 10 năm nay rồi. Còn cái này em nổi tiếng trên đấy là từ ngẫu nhiên là nổi tiếng chứ... Trước đấy là, chứ em cho rau đấy, dân ở đấy là một tuần là bình quân 4-5 ngày, 5-6 ngày là bình thường. Mỗi ngày vài tạ, ngày là tuần nào như đều là... Em nghĩ là lúc em bỏ cờ bạc, em bảo là cái tiền mình đi đánh bạc xong rồi không mua rau, mình làm điều mình thích. Thế là em thay đổi từ. Nhưng mà anh thắc mắc nha, anh xin lỗi, anh thắc mắc là em đang khó khăn, em đang mắc nợ. Vậy thì tại sao em không tranh thủ em bán để em kiếm lời, đúng rồi, mà em lại đi cho rau như vậy? Vậy thì cái nguồn lời nó từ đâu? Và làm sao để em trả hết nợ? Em cân bằng được tài chính của em mà đợt đấy em đi, em quyết định em xác định em làm. Tại vì hồi đấy là bình quân mà em không ăn chơi á, một ngày em mất kiếm được vài triệu. Còn em ăn chơi là nó sẽ bị âm.
Sau thay vì em đi một ngày thì em bán là cơ sở chính và trên phụ và em giao cho một số mối thì em cứ nhấn 10-30%. Dù ngày nay lời được 3 triệu thì nhấn ra 5-700 triệu thì đấy. Và dù ngày nay lời ít thì mình cứ nhấn ít, lời nhiều nhấn nhiều. Là mình cứ nhấn mình xác định mà thay vì mọi khi mình đi ăn chơi thì tuần nào đi ăn chơi mấy lần á. Có lần thì 5-7 triệu, có lần 20-30 triệu thì ra. Là quyết định nhấn là cứ ngày vài trăm triệu hay là triệu hơn triệu, nói chung trong phạm vi 10-30% thôi, chứ không được quá. Là mình dùng cái tiền để mình mua rau để mình đấy. Còn nếu mà lúc trước mình không đấy rồi mình đi ăn chơi thì cái tiền mình đi ăn chơi nó gấp 3 nhiều lần. Đúng rồi, người ta đi tiếp được. Nhưng mà cái điều mà chị muốn hỏi ở đây á là như vậy nè. Ví dụ như sau cái lần mà thua bạc cuối cùng đó thì biết là em thay đổi, nhưng mà nó phải là có một cái gì đó hết sức cụ thể để mà em tự nhiên em thay đổi một gần như là 180 độ. Thì cái đó là cái gì? Là hình ảnh của vợ mình hay là của con mình, hay là cái hình ảnh mà tức là hay là vì cái món tiền nó quá lớn để mà mình cảm thấy là mình làm tổn thương cho vợ con mình. Theo lẽ nếu như mình không ấy thì cái số tiền đó là vợ con mình được hưởng. Nó cũng nhiều, đúng nhiều yếu tố đó. Mình nhìn vào thì nhiều lúc mình đi ăn chơi một lần ăn chơi có thể bằng vợ mình nó xài cả 1-2 năm mua đồ là bình thường. Con mình có thể uống sữa vài tháng hay là 5-5 năm bình thường. Mình là mình phải suy nghĩ là mình hình dung lại những cái cuộc chơi vô bổ quá nhiều để phải thay đổi. Thay đổi từ từ nó mới thay đổi hẳn hết được. Bắt đầu cắm đầu vào làm để quên thời gian, thay vì mọi khi á là dàn thời gian là mình đi đây đó mình cắm đầu vào làm, bạn bè nó có rủ thì mình phải xác định là mình làm cái đó, mình thay đổi từ 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 cái nhỏ nhặt nhất. Rồi thay đổi từ từ thay đổi một phát một thì nó hơi khó, mà mình phải quyết định cơ. Mình quyết tâm mình làm thì mình mới thay đổi được, thì bắt đầu mới em cứ đi làm không em cho cắm đầu em làm ghê lắm. Mua rau ăn triệu mình em có thể biết là mua ở chợ đầu mối mấy tạ rau em cho mấy tạ. Mua là khuân lên khuân xuống mà vất vả rồi, rồi bày hàng ra cho người ta thấy rồi sáng đó. Cắm đầu vào làm quên đi. Chưa đam mê hả? Nhưng mà lúc đó là trả hết nợ chưa? Chưa. Tức là chị có bao giờ mà em chứng kiến là con em á mà nó khát sữa mà mình không có tiền để mình mua sữa cho con không? Cái đấy là chỉ có lúc trước, cái lúc mà em chưa bán rau á. Đúng rồi, đó cái lúc mà em còn đánh bài rồi này kia nọ đó, là em có chứng kiến không? Có chứ, nhiều lúc vợ nên kêu bà hay nhà hết sữa cho con này cái đấy, em đi làm xa nhiều lúc đâu có tiền đâu, phải mượn tiền gửi về cho nó chứ con không có, nó phải mượn ngoài. Sau này em bảo là cái lúc bán rau này bắt được khoảng 10-12 năm làm được đấy, này kiếm được mấy triệu là khá lắm á. Mà mình đợt trước còn khổ vậy, mình bây giờ có tiền thì mình làm chơi vô bổ vậy đó. Đâu thay đổi suy nghĩ lại. Cũng nhờ cái lần thua bạc cuối cùng là cũng là lần thay đổi em rất nhiều. Nhưng mà cái ý tưởng mà cho rau á với lại là cái việc mà kinh doanh rau á là do là sau này em mới nghĩ tới hay là trước đó là em đã có ý định từ trong đầu của mình à? Cho rau hay là kinh doanh rau hay kinh doanh rau mà cho rau luôn. Cái thời sinh viên em từng thiếu thốn, từng lấy rau cũ để ăn với bạn, thì bảo mai mốt anh em mình ra trường mà đi làm có tiền á, đâu đâu cũng mua rau cho mấy thằng là sinh viên xa nhà cho em mình rồi ha. Bạn là kiểu mày ăn nhậu suốt làm gì đấy, thì vẫn cười vậy thôi. Sau này mình nghĩ lúc mà làm ăn được thì mình nghĩ là tại sao mình không làm điều đó. Còn cái bán duyên ấy, nghề bán rau này là thất bại trên Bình Dương bán heo á, mà bể nợ về Biên Hòa không còn có đường nào để đi nữa rồi. Thằng bạn của em ở Dĩ An nó kêu bán rau đi, là vốn ít mà mày phải chịu khó đi lòng vòng bán, hay là em đi khởi nghiệp bằng chiếc xe lôi đầu tiên, nó cho nó bán thiếu mà sao nó tặng luôn, là đâu còn vốn đâu. Có nghĩa là đi bán rau lòng vòng xong cái bán rau là mình có thể lấy công làm lời, vốn ít chịu khó thì mới làm. Năm đầu tiên em chưa có khách ở cửa hàng, là vợ bán ở cửa hàng, em đi bán khắp các hẻm ra hẻm. Công ty tăng ca 7:30-8 giờ tối em ra em bán 20-30 ngàn em bán rồi. Rồi cái xe lôi đó là cái vốn mà vốn lớn nhất là bạn cho rồi, bạn cho rồi, cho nên là chiếc xe đó giờ còn không? Xe đó không ăn thua. Thôi giờ viên mãn rồi, viên mãn rồi, chuyện của chương 2 đi. Anh khá là bất ngờ với câu chuyện của mình đó. Nha. Em danh chua lắm. Nhưng mà bây giờ thì không, giờ mình tới luôn cái vụ kia đúng thì rồi, chị mới nói chuyện của chương 2 đó. Chương 2 bà chồng có xe bận sao nhiều đúng không? Dạ. Cái chương 2 là cái chương mà nói chung ai cũng thích đúng không? Mà nhất là mấy bà vợ. Đó. Thôi giờ em đó. Chồng ấy đúng rồi. Bây giờ là đã thay đổi rồi. Đó, bây giờ đã cải tà quy chánh rồi. Đó, bây giờ vậy có nhưng mà còn sót lại cái gì không? Sót lại cái gì không? Đâu, em sẵn đây em kể ra đó. Xong rồi đó cái em mong ước ảnh thay đổi cho nó hết luôn những cái đó. Chứ giờ tôi nghĩ ông này chắc thay đổi ra không còn gì đâu. Thay đổi thì cũng thay đổi rồi, nhưng mà nhiều lúc nóng hay nói chuyện với vợ nó không được như mình nghĩ, như là tổng những cục càng không được dạng như là không được mềm nhẹ. Hay nạt nộ vợ đúng không? Nhưng mà lúc đấy là em mà nóng thì em cũng bực lắm. Cũng không thua đâu. Nhưng mà đó giờ ông cũng nghiện, nhưng mà ông dùng những từ ngữ khó nghe làm tổn thương thôi. Nhưng mà đó giờ là có mạnh tay mạnh chân với vợ không? Không, mười mấy năm này có 1-2 lần. Ông không đánh vợ, thương vợ lắm. Thương vợ lắm. Thương thôi gì đó. Không phải thương đâu mà chọi nó cái chén, nó cho cái lời vào đầu rồi sao dám. Mình hy sinh cái chén rồi nói là quất nguyên cái lời. Ủa rồi ôi, thế là gặp được là đúng đối thủ cao tay hơn mình rồi. Thầy con trai nó kêu chứ bố mày chọi mẹ trái cà chua là mẹ cho ăn nguyên trái bí đỏ luôn. Đấy, bí đỏ. Không bị lại sầu riêng thì có mà chết luôn. Mà mấy đứa con nít là nó nói là bao giờ cũng chính xác. Nít nó biết nó quá sự thật. Mà nhìn thì nó nóng lắm, nóng với chồng á. Không, anh đang nói về cái tật xấu của ông nha. Bây giờ là
ảnh nóng tính lên là ảnh hay nói những cái lời tổn thương đúng không? Với em. Yeah. Rồi còn nhậu nhẹt hay còn mê gái hay là cái gì không kể luôn. Kể đi. Không, mê gái thì vẫn mê đấy, ai đẹp đi ngang qua gái đẹp vẫn mê nhìn đấy. Còn thế quên... bây giờ nhá, đây bây giờ hỏi này, thế bánh rau thì thường toàn lữ đi mua rau thôi. Thế rồi sao? Không, còn... gặp cái cô nữ mà đẹp đẹp á thì anh ấy như thế nào? Không, vẫn tán hả? Tán như thường nhưng mà em vẫn bình thường vô tư. Tán thoải mái. Tán với cô đi mua rau đấy. Đúng rồi. Nếu mà em còn để yên được á. Nhiều cô còn khều khều nữa cơ. Nhiều cô còn khều khều nữa cơ. Ừ. Em đừng có bị hộ, em cứ vớ va vớ vẩn. Những cái chuyện như này là phải triệt nọc ngay chứ em lại vớ va vớ vẩn. Khi cho trêu cho vui thôi chứ, cho bụng có gì không Minh? Không biết, hên xui. Thấy, thấy chưa? Đấy. Như là gặp mấy cô hot girl nữa, đi mua rau là cho một bó, tặng một bó đúng không? Chết dở đấy. Gặp mấy em đẹp đẹp hỏi lấy tiền. Đẹp, hỏi lấy tiền, mà tán. Hỏi em có chồng chưa? Còn nhiều chị lớn tuổi em rồi, bảo em có chồng này, em bao nhiêu tuổi, em có chồng chưa? Sao em nhìn ngon với. Ủa rồi em là ngon luôn ý. Ủa rồi cho vào nồi luộc rau, luộc chung với rau. Thế mà giờ rồi sao em để yên được hả? Em không ghen không vấn đề đấy. Em không ghen luôn. Có ghen nhưng mà ghen với trường hợp như thế nào thôi. Không. Có bắt gặp lần nào không? Dạ. Có bắt gặp lần nào không? Không. Cái này là tán tỉnh thôi. Cái này là tán tỉnh cho vui thôi đúng không? Thôi không sao. Còn đi hát đi nhậu nhà hát ok thì cũng có. Cũng 2-3 lần nữa tới thì cứ mỗi thằng một em. Có lần con vô em vô em tức quá em tát cho một tát. Tát ai? Ủa rồi ôi. Quánh tại karaoke luôn hả? Không, hát ok rồi em sang ngồi rót bia á. Vợ thì không thèm bắt máy, vợ tức quá, vợ tới nơi luôn. Tới cái chỗ hát ok luôn, thấy là đang hát hò. Thấy có em bên cạnh nó tức, mở phòng ra là vô tát, mua tát xong rồi về. Ông coi như lặng thinh luôn. Lặng ơi, đứng hình luôn, đứng hình luôn. Thế em phản ứng không kịp đúng không? Lúc đó là coi như tự nhiên mình bị hết nhanh nhạy cái vụ mà phản ứng nhanh luôn á. Tao thấy đấy, em đi đâu đi hát karaoke mấy bạn thường gọi mấy em vô bấm bài với này hát uống bia chung á. Vô giờ làm cái trang choáng váng luôn, cầm cái ly bia nè. Là em đứng hình đó đúng không? Thế uống hết ly bia cho nó đỡ quê, đỡ quê. Đáng nhục lắm. Đến giờ chạy về hết luôn rồi, mai lấy tiền bôi sao anh mình ơi. Mà từ đó mình sao khỏi dám đi. Mấy bé kia là đi về hết, lặng lặng đi về hết á. Trời ơi, rồi tối về có gây lộn không? Bảo tối hôm đó có gây lộn không? Có tớp nhưng mà con biết ông xìn rồi thôi, ngày sau con mới chửi. Ngày sau con mới chửi. Chửi nhưng mà nghe. Vợ chửi nhưng mà nghe. Rồi vậy thôi gì, vậy có mấy cái tập vớ va vớ vẩn đấy thôi đúng không? Thế rồi sao? Rồi giờ mong chồng thay đổi cái gì nhất? Thì mong chồng là nói chung là nói nhỏ nhẹ với vợ tí. Em gọi là lãng mạn với vợ tí. Ông không lãng mạn đâu. Trước giờ là không có tặng hoa, không có tặng quà gì. Có đâu đâu thôi. Gọi là khi nào hứng thôi. Chứ không có lãng mạn đâu. Như con thì con cũng thích chứ, phụ nữ thích chứ. Nhưng mà mình không nói ra thôi. Trời ơi, tự nhiên ngày nào đó mà như Minh á, mình suy nghĩ cái cách mà thay vì á cái ấy mà cái giỏ hoa đó, cái giỏ hoa đó Minh, mà thay vì bây giờ á người ta làm giỏ hoa, mình làm cái giỏ rau đi Minh. Giỏ rau củ. Rau củ nhiều khi á hả, nó tiện lợi lắm em. Tặng mấy bà vợ đó mà tự nấu nướng ăn được luôn á. Chị là chị thích, nếu mà giữ cái hoa với cái rau chị sẽ nhận cái giỏ rau. Tại cái hoa mà đâu ăn được đâu, không làm được gì luôn. Mà rõ ràng mình làm đẹp lên cái. Thế là cái giỏ đầu tiên em làm em tặng bà vợ em trước đi, cho bà gọi là bà kiểm định trước á em. Mình. Biết đâu chừng nó hot là sao mình? Hot đó mình. Là chị nói là ông phải qua đây, ông Hòa phải trả tiền bản quyền cho chị một người nha. Làm gương mặt đại diện luôn. Một cái vỏ rau củ mà tặng. Ô, hot đó nghe. Được chưa, con này cái bông lờ với này, ớt với này, ớt này kia cắm tặng mà tặng cho gái mua rau chứ chưa tặng. Thì bây giờ mình kinh doanh luôn nhưng mà mình tặng vợ mình đầu tiên. Thiệt mà. Theo biết đâu là hot trend là sao? Gọi là gì đó, một concept về các loại rau củ. Các loại rau, các loại làm cho đẹp đẹp phải không? Nhưng mà nó sẽ theo như vậy nè, theo ngày. Ví dụ như là nó theo cái chất đó mình. Ví dụ như là cái rau này là bổ sắt nè, rồi bổ não nè, bổ gì đó, nó theo một cái concept như vậy, nghiên cứu. Ví dụ vậy đó, là một tuần lễ 7 loại rau như vậy, mỗi ngày một loại đó mình. Không cần thêm nữa đó. Cái giỏ đầu tiên mình tặng vợ nha. Thử nha. Vợ kiểm định nha. Rồi. Ok, bây giờ mong muốn vợ. Mong muốn của vợ là chồng đừng có nói những cái lời nặng lời nữa. Nên có một chút lãng mạn nha. Rồi, bây giờ tới mình đó. Sao? À em hả? Vợ có tật xấu gì không? Vợ thì chứ nó chỉ nóng tính thôi, chứ tật xấu còn đó. Hàng xóm người ta mua rau đấy, người ta ai gặp em người ta cũng khen bà vợ mày hiền, dạy mày có phước. Mà mấy bà đâu có gặp lúc tôi với nó cãi nhau đâu, mấy bà biết nó hiền. Nó hiền với mấy bà chứ hiền tôi. Xanh bí đỏ của tôi thì sao mấy bà biết đúng rồi. Được đúng không? Ông vợ thì đấy, nó cũng nóng tính thôi chứ. Cũng muốn nó dụ thêm thì nâu nâu thì. Thí dụ lúc ăn mà đỡ nóng thì nhịn đi, đừng có nóng lúc đấy, nó mất hay. Có nghĩa là giận lên, nóng tính lên là không có kiềm chế. Đúng không? Bên này không kiềm chế là ăn tiếng nói. Ngược lại bên này là không kiềm chế được, coi như là tất cả mọi vật thể có thể bay. Là quăng đồ hả? Có quăng đồ đập đồ không? Cũng có chị. Nóng cũng có, cũng chửi. Thậm chí là tác động vật lý luôn.
Không, đúng rồi, cái vụ karaoke là tác động vật lý coi như nữa. Một phát mà coi như thép mà mình chối. Nghe chát mà rồi. Nín áp âm thanh phòng luôn. Một phát thằng thằng tay luôn. Lúc đó mấy bé kia nó bỏ chạy. Chạy hết rồi. Nó chạy không xong lấy tiền bo sao. Ừ, để sao được. Em đi nghe về đi, không xong lấy tiền bo nhé. Sao chứ? Rồi em mong muốn vợ thay đổi gì? Thì mà khi mà lâu lâu mà nói chung trong cuộc sống ai cũng phải có lúc sai lầm hay là nỡ là kia, ăn nó nóng thì nhận đi, lúc lúc ăn hết nóng thì nói mày biết được. Chứ đừng trước mặt em Út mọi người nói là kia nó hay hơn. Đó, chồng nói là vợ giữ thể diện cho chồng, đừng có trước mặt mọi người á mà lại cứ nói như thế thì nhiều khi nó rất hay. Đúng không? Hay lần sau đừng tát chồng nữa nhá. Thế nhưng mà ngược lại thì thôi, chồng cũng đừng có nói. Em ơi, vợ thế này rồi mà lại còn tán tỉnh đi karaoke với lại phụ nữ khác thì cứ mở. Đâu lâu lâu mấy năm trước lâu đi bung lụa đi chơi ấy, thì Hoàng Văn mấy thằng này đi chơi thì bung lụa mỗi thằng vài trăm gọi hát karaoke xả chép ấy. Em thì ngồi bấm bài, em ngồi rót bia nói chuyện, còn mấy thằng được ngồi với nhau không thì nó buồn, không là phải đi gia đình, có người này người kia mới vui. Còn tự nhiên mấy thằng và hôm nay tao mới cãi nhau với vợ chán quá, gặp mày gặp toàn mấy thằng cãi nhau với vợ, mấy thằng thua bài đi 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 nó hồi xưa là chưa thay đổi, là mấy điệp không đi chơi đi gặp hoài đến bài mà mấy năm nay thì năm bảy tháng năm hai năm đi lặn. Nhưng mà mình thay đổi được 8 năm rồi đúng không? 8 năm đến 10 năm vậy. Đấy, 8 đến 10 năm rồi. Rồi bây giờ là gần như là hoàn thiện rồi đó. Đã thế là anh ấy lại xuống được, tóc được nữa rồi. Bây giờ khi nào xuống râu là coi như là ngon luôn đấy. Đâu em mới cạo. Thôi, râu không có xuống. Tại vì đã là cái nickname Minh Râu rồi. Đúng không? Bây giờ xuống râu cái thành là Minh không còn râu. Đâu cứ vài tháng em cạo chọc đi, cạo râu đi nần. Là tu hành đấy. Có nghĩa là anh tu luôn đó. Đâu lâu cái râu nó bạc nhiều quá, cạo trụi hết đi. Nó kỳ lắm. Dạ, mình phải để em râu thì mới đẹp. Nghe, phải để em râu mới đẹp. Không, nhưng mà chị thấy vậy nè. Minh nó là nay là Minh nhiêu tuổi rồi ta? Dạ em năm nay 40 tuổi. Đấy, 40 tuổi là Minh ăn chơi cũng nhiều lắm rồi đó. Dạ. Cái thời gian mà Minh ăn chơi là tương đối là nhiều đó đúng không? Dạ, tại vì rồi. mới có thay đổi có 8 năm thôi. Dạ. Là coi như là cứ cho là 10 tuổi rồi ăn chơi đi thì ăn chơi hết 20 năm rồi. Đâu khoảng tầm lớp 7 là bắt đầu ăn chơi rồi. Đấy thì tôi đoán có đúng không? Khoảng mười mấy là chú ăn chơi rồi. Để đủ rồi. Bây giờ là giữ gìn sức khỏe, còn lại nhiêu vốn liếng để lại cho vợ. Đúng không? Chứ để đến khoảng 4-5 năm nữa thì lại bảo trên bảo dưới không nghe thì vợ nó khổ, tội nghiệp nó. Đấy, giữ gìn sức khỏe. Xong rồi là em nghĩ là cái vụ mà kinh doanh thêm nữa. Đã có nước rửa nước xả, giặt xả Minh Râu rồi. Bây giờ lại thêm rau củ quả Minh Râu mà theo diện gọi là quả tặng. Designer. Gip. Gip. Ví dụ vậy. Gip đúng không? Gip Minh Râu. Ừ. Rồi là em làm thêm cái vụ mà giúp cho người nghèo á, cái đó mình chị thấy quá hay luôn á. Thì quá hay luôn. Trong thâm tâm hai vợ chồng mình thích làm điều đấy mà. Thì cái dự án này hay là cái cứ là thường là vợ chồng vẫn dính phần trăm bên dính tiền bán rau bên dính ra. Đó thì anh dính ra cái kỹ cho mình. Cái bé sau là bé gái hay bé trai? Bé sau nữa là bé gái. Tức là mấy đứa rồi? Con em được 3 đứa. 3 đứa rồi. Thôi thôi đủ rồi, đủ nếp đủ tẻ rồi. Bây giờ là còn lại thời gian là vợ chồng dành cho nhau đi chơi, đi hưởng thụ. Đó rồi làm công việc thiện đó xong rồi kêu các con nó phụ mình á, để cho nó thiện lành từ lúc trẻ. Đúng luôn rồi, ha. Đó là tuyệt đúng vời rồi. Luôn đấy. Con thích em thích như vậy đó. Cũng bảo là chuẩn bị đến 1/6 này, vì thế như thế con mẹ cho tiền con tiết kiệm lại. Còn mẹ dẫn con đi đến cô nhi viện á, con vừa thăm các bé á. Mình chỉ nói con cho mẹ cho ngày cho 50 thì con tiết kiệm đi, con ăn cái gì mình con tiết kiệm đi. Con mua hành quà đấy cho em. Còn em cũng bảo mấy đứa nhà em vậy. Mình không, thật ra đó là cái điều rất tốt. Dạ đúng rồi. Mà nhân đây thì cũng thấy cặp này còn thiếu cái gì nữa nè. Cặp này còn thiếu cái gì nữa nè. Thiếu cái sự bày tỏ tình cảm với nhau. Wow. Từ phía chồng chứ. Đúng rồi. Thật lãng ra như thế này chưa nè. Lãng mạn, đúng không? Chúc mừng em vì có được một người chồng. Đó, thật sự rất là tuyệt vời. Đó, đã được hàng độc thay đổi. Hàng độc thay đổi. Và ngày hôm nay là mỗi người đang làm rất nhiều điều tốt cho bà con, cho những người khó khăn. Và cũng chúc mừng Minh Râu luôn có một người vợ mà thật sự mà nói là đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong luôn đó. Đúng rồi đó. Chị ơi, cái nóng tiếng đi dạ, nhà nhá. Thôi thì bớt nóng đi nhá. Thôi thì thể hiện cho chồng nhá. Thôi thì nãy vợ có mong muốn là Minh có một cái lời gì đó ngọt ngào, nói ngọt ngào với vợ. Với vợ đó, cái ước mơ nay, của vợ đó. Đây là một cái kỷ niệm, một cái kỷ niệm thì anh mong rằng là cái hình ảnh đó nó sẽ thực hiện ở tại nơi đây. Được không? Và lưu lại luôn đó, sau đó nhỏ nó lớn lên nó là nó coi được đó, đúng không? Anh có thể hiện tình cảm rồi. Rồi đứng lên đi. Một lời nói gì hết sức là lãng mạn. Phải nói trong vòng 2 phút. À, chắc cũng đứng chưa lên từ đi, từ đứng lên từ đi, từ rồi. 16-17 năm nay hôm nay em mới mặc đại áo cưới lần thứ 2. Rồi hôm nay anh mình không gọi như là để nhớ lại ngày đầu tiên mặc áo cưới và hôm nay vợ chồng mình gọi như là cố gắng thì nhau mà thay đổi xíu. Nhìn nhau đi, nhìn vợ đi em, nhìn vợ đi. Vợ có muốn nói gì vợ với chồng không? Vợ bày tỏ đi chứ. Vợ rất là xúc động. Em nên nói. Con cảm ơn chồng đã thay đổi vì vợ. Cô đã cố gắng hy sinh cho vợ với con. Cố gắng làm.
rồi hai vợ chồng mình cùng chia sẻ cho nhau, rồi lo cho các con, rồi cùng có chí hướng là giúp ích cho xã hội, nó giúp người này người kia. Và cũng cảm ơn chồng là luôn luôn yêu thương em, nói chung là biết lo cho vợ con, lúc mà đói khổ cũng biết suy nghĩ cho vợ con. Vợ có yêu chồng không? Không. Đâu mình... Nói đi, vợ yêu chồng. Trời ơi. Đồ đó không có hôn môi, tao kiếm quá. Không phải lột giày quánh nó chứ. Ý anh Bình chảy nước mắt kìa. Yeah, trời ơi. Thật ra là mình rất là ủng hộ bạn trong những cái việc làm cho xã hội. Không? Mà bây giờ mình được biết được cái câu chuyện của mình. Mình lại rất là xúc động với một cái sự... với một cái tình cảm của hai bạn, cho nên là nó xúc động lây. Thì chỉ mong là hai vợ chồng sẽ ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn nữa và sẽ làm thật nhiều, giúp đỡ cho bà con thật nhiều hơn nữa để mà cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Cảm ơn hai bạn nhiều nhé.